Xin chào tất cả các anh chị và các bạn nha. Video này em sẽ cập nhật lại một cái kẹo Watford nha tất cả các anh chị và các bạn. Hôm qua em có làm một cái video giới thiệu video hướng dẫn đăng ký và xác minh cả Watford nha tất cả. Watford thì thường thường có 4 công ty. Hiện tại Watford đã ra một công ty thứ 5 là công ty cờ Ronot nha tất cả anh em. Anh chị đây em giới thiệu sơ về 4 cái công ty của Watford nha tất cả anh chị. Thứ nhất là công ty ô nhiễm môi trường nè. Thứ hai là cần sa ăn kiêng nè. Thứ ba là năng lượng gió nè anh chị. Tuy năng lượng gió nè. Thứ tư là công ty khai thác vàng anh chị. Công ty đây là công ty chế biến cát thải. Và Watford đã mua thêm một công ty nữa là công ty Cronos. Hiện tại có chương trình bán cổ phiếu trả trước nữa tất cả anh chị. Đây anh chị nhấp vào nè. Đây thì nó cổ phiếu của công ty Watford thì thường thường anh chị mua cổ phiếu hiện tại bán là giá là không một đô cho một phiếu người ta anh chị, nhưng mà mình trả trước là 0.3%. Ví dụ như anh chị mua 10 cổ phiếu thì nó là một anh chị mua 100 cổ phiếu là 100 đô, anh chị trả trước 30 đô, còn 70 đô tới ngày 25 tháng 11 anh chị trả 70% sau lợi như tất cả anh chị. Đây thì công ty đã hứa hẹn là cho tất cả anh chị là nhận cổ tức lãi về hàng tuần là 17.50 đô, 17.5 đô nha tất cả anh chị. Và công ty đảm bảo cho tất cả anh chị là đảm bảo lợi nhuận là tăng gấp 3 lần là 300 đô. Sau khi tới ngày 25 tháng 11 thì tất cả anh chị nào muốn bán cái cổ phiếu này thì bán, còn nếu mà không bán thì để lại nhận cổ tức hàng tuần nha tất cả anh chị. Đây anh chị nào chưa có tài khoản đăng ký và KYC đi, video sau em sẽ hướng dẫn cho tất cả anh chị nạp tiền vào để mua cổ phiếu nghe tất cả anh chị. Hiện tại thì đây này tất cả anh chị, thì công ty có ra một cái icon là công ty Cronos này anh chị. Nhận 3 lần tài sản này, chỉ sau 90 ngày bạn có thể chốt thu hồi hoặc nhận cổ tức hàng tuần mãi mãi nha tất cả anh chị. Đây thì một cái kèo mình em cố gắng kiếm một cái kèo Watford này cho tất cả anh chị kiếm tiền thụ động một cách bền vững cho tương lai cho tất cả anh chị, cho đời con đời cháu mình luôn. Đây thì công ty hứa hẹn là giá ngày 25 tháng 11 năm 2020 nè, giá là 3 USD cho một cổ phiếu nha tất cả anh chị. Đây là một cái kèo rất là tiềm năng luôn nha tất cả anh chị. Hiện tại có 40 triệu cổ phiếu phát cho tất cả anh chị. Anh chị nên đăng ký một cái tài khoản đi nha. Nên tất cả anh chị, đây thì công ty nó có số lượng cổ phiếu được ta như có 40 ngàn, có 40 tỷ cổ phiếu nha. Này 40 ngàn cổ phiếu nha tất cả anh chị. Đây video sau mai em sẽ hướng dẫn cho tất cả anh chị, mai hoặc mốt gì em đây kem cao cây EC hoàn thành em sẽ hướng dẫn cho tất cả anh chị nạp tiền vào để mua cổ phiếu nha tất cả anh chị. Vậy video em đến đây cũng kết thúc. Anh chị nhớ cho em xin một like và đăng ký để cập nhật những clip tiếp theo từ em nhé. Đây thì thanh toán qua nhiều cổng nghe tất cả anh chị. Thanh toán qua Bitcoin, thẻ các loại thẻ ATM trên toàn thế giới nghe tất cả anh chị. Vậy chào tạm biệt tất cả anh chị.